thận ngoại tiết niệu bệnh viện đa khoa Đức Giang vừa cắt nang thận siêu to có kích thước lên đến 11x12 cm gây chèn ép kèm thận trái sơ teo mất chức năng thận cho bệnh nhân nữ 64 tuổi theo đó Bệnh nhân được phát hiện thận trái bị teo nhiều năm nhưng không theo dõi và điều trị. Gần đây, người bệnh thấy vùng bụng bên phải đau tức và to hơn bình thường. Khi đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang khám, các bác sĩ si đã phát hiện thận phải có nang rất to, kích thước lên tới 11 x 12 cm, gây chèn ép thận trái sơ teo mất chức năng, chức năng thận trái còn 4%. Bệnh nhân được chẩn đoán mất chức năng thận trái, nang to thận phải và có chỉ định phẫu thuật cắt thận trái và cắt nang thận phải. Thông thường, người bệnh có thể sẽ cần phải trải qua hai lần phẫu thuật cho từng bên và có thể phải mổ mở để điều trị. Tuy nhiên, tại bệnh viện đa khoa Đức Giang, bệnh nhân đã được các bác sĩ khoa ngoại thận tiết niệu của bệnh viện phẫu thuật cắt năng thận phải và cắt thận trái qua nội soi trong cùng một lần phẫu thuật với thời gian 120 phút. Do mổ nội soi đường mổ rất nhỏ nên sau mổ người bệnh hồi phục nhanh, giảm thiểu đau đớn và rút ngắn thời gian nằm viện. Sau một tuần điều trị tình trạng bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện. Bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Trường Giang, phụ trách khoa Ngoại thận tiết niệu, bệnh viện Đa khoa Đức Giang khuyến cáo, đối với những người bệnh đã phát hiện có bệnh lý bất thường một bên thận thì nên đi khám định kỳ để đảm bảo chức năng thận bên còn lại được duy trì tốt nhất, tránh bị tổn thương cả hai bên thận sẽ có nguy cơ gây suy thận nếu không được điều trị kịp thời. Đối với trường hợp trên, thận bên trái của bệnh nhân bị sơ teo mất hoàn toàn chức năng, thận bên phải có một năng rất to, gây chèn ép, dễ có nguy cơ gây mất chức năng thận phải, vì vậy cần phải xử lý để đảm bảo chức năng thận phải tránh bị suy thận, kèm các thận trái mất chức năng, bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Trường Giang cho biết thêm thận teo nghĩa là trước đây người bệnh đã có chứng cứ về mặt siêu âm cho thấy thận bình thường nhưng sau mỗi lần siêu âm lại nhận thấy kích thước thận teo nhỏ hơn những bệnh lý gây ra tình trạng thận bị teo nhỏ bao gồm sỏi thận nhiễm trùng thận kéo dài hẹp động mạch thận thận bị ứ nước ngoài ra người bệnh tiểu đường huyết áp cũng có thể khiến thận bị teo nhỏ tình trạng tắc nghẽn thận do các bệnh lý nếu diễn ra lâu ngày sẽ khiến thận mất dần chức năng và gây ra các vấn đề về sức khỏe liên quan tùy vào nguyên nhân gây bệnh tình trạng người bệnh mà teo thận sẽ có những triệu chứng cụ thể một số dấu hiệu đặc trưng bao gồm đau khi đi tiểu đau vùng bụng sườn hoặc lưng đi tiểu ra máu tiểu nhiều lần hay đi tiểu đêm mệt mỏi chán ăn ngứa da cảm thấy khó chịu ở vùng thận phù ở chân, tay và vùng mặt. Lúc này người bệnh cần nhanh chóng đến khám tại các chuyên khoa tiết niệu, thận học. Bác sĩ sẽ khám và cân nhắc chỉ định người bệnh thực hiện các xét nghiệm trần đoán nhằm kịp thời điều trị tránh những biến chứng nặng nề. Để chắc chắn hơn về tình trạng thận teo do bẩm sinh hay do bệnh lý, bác sĩ có thể chỉ định người bệnh đánh giá chức năng thận bằng những kỹ thuật đặc biệt như xạ hình thận, siêu âm. Nếu kết quả cho thấy thận không ứ nước, chủ mô thận bình thường vẫn thực hiện lọc nước tiểu chất độc trong cơ thể thì dù thận có kích thước nhỏ nhưng chức năng hoạt động của thận vẫn được đảm bảo. Ngoài ra, nếu bị teo một quả thận thì vẫn còn quả thận còn lại gánh vác trọng trách, quả thận này sẽ hoạt động mạnh hơn để bù trừ cho phần khiếm khuyết ở quả thận đang bị tổn thương. Tuy nhiên, điều này cũng dễ dẫn đến những nguy cơ suy thận cho quả thận còn lại. Tình trạng bị teo hai bên thận, người bệnh cần áp dụng phương pháp điều trị duy trì sự sống. Đến nay, y học vẫn chưa có thuốc điều trị cho tình trạng thận bị teo hay kích thích cho thận trở lại kích thước ban đầu. Người bệnh sẽ phải chung sống với tình trạng này suốt đời. Do đó, điều mà người bệnh nên làm là khám sức khỏe định kỳ, kiểm tra chức năng thận thường xuyên hơn. Với những người không có tiền sử bệnh thận, mỗi 3 đến 6 tháng nên kiểm tra chức năng thận. Nếu đã mắc bệnh thận, người bệnh nên kiểm tra chức năng thận hàng tháng hoặc theo lời dặn của bác sĩ chuyên khoa tiết niệu thận học. Thận là một trong những cơ quan quan trọng của cơ thể, đảm đương chức năng bài tiết chính của hệ tiết niệu. Quá trình tuần hoàn luân chuyển liên tục trong cơ thể mỗi người. Mỗi ngày, thận của một người trưởng thành phải lọc khoảng 180 đến 200 lít máu, tương đương với 1,2 đến 2 lít máu mỗi phút. Thận còn làm nhiệm vụ lọc, đào thải độc tố, điều chỉnh cân bằng nước trong cơ thể để tránh hiện tượng phù nề. Dù gánh trọng trách quan trọng như vậy, nhưng tổn thương ở thận ít khi được được nhận biết và không thể nhận biết bằng mắt thường, phải thông qua các xét nghiệm như máu, nước tiểu, siêu âm thì mới có thể phát hiện. Duy trì thói quen vận động 30 phút một ngày, dinh dưỡng nên ăn nhạt muối, tăng cường rau xanh và trái cây tươi, uống đủ nước, dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, bao gồm thực phẩm chức năng, kiểm soát đường huyết ổn định, giúp phòng ngừa các bệnh lý về thận, tránh gặp phải tình trạng teo thận làm suy giảm chức năng thận.